Và xe thì vẫn là sử dụng Bosin nha, vẫn sử dụng cặp Bosin. Đây là cái bô thì nó được làm bằng thép không rỉ và nó cũng có khả năng chống nóng rất là tốt. Nó khả năng chống nóng tốt hơn những cái dòng xe khác của những thương hiệu khác ha. Đó, xe này thì anh em đi là không sợ bị phỏng chân. Nó chỉ hơi nóng nóng lên rồi mình chạm vô thì nó hết hồn thôi chứ nó không có phỏng chân nha. Bô này rất là hay, mình rất là thích bô này. Và cả hai con xe này thì là Bosin thôi. Mình sẽ nổ máy cho anh em nghe nha, cả hai con xe để cho anh em nghe luôn. Rồi, đồng hồ thì trước tiên anh em có thể thấy là đồng hồ 885 cây ha. Thì hôm nay mình đi quay thì có thể là nó sẽ nhảy lên là 886, cái đó anh em thông cảm nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ nổ máy xe này lên. Đó, đây là cái âm thanh Bosin của xe thì nghe nó rất là trầm ấm và nó nghe cũng không có lớn. Nói chung là xe này nó đi rất là lịch sự. Đó, các chi tiết còn lại ở trên xe thì nó cũng cả hai đời này thì nó cũng đều giống nhau hết, nó không có gì khác nhau. Thì một số cái chi tiết khác nhau thì mình đã giới thiệu với anh em. Đấy. Đó, đây là tiếng nổ của con xe Speedtrain ha. Và đây mình sẽ nổ máy con xe Speedtrain này để mình chỉnh cái audio xem. Audio hiện tại là 5900 cây. Đó, làm tròn luôn. Xe vẫn có hai mode chạy Range và Road bình thường. Đó, đây là âm thanh của xe Speedtrain 2020. Đó, âm thanh nghe rất là hay nha anh em, nghe rất là trầm và ấm. Nói chung là cả hai con xe này thì đi đâu, đi phố hay đi chơi cũng đều được. Và đặc biệt là xe nó nhìn nó rất là lịch sự. Đó, không phải là xe quá phá cách, cho nên nó cũng rất là dễ sử dụng cho đa số anh em luôn. Đó, thì ở clip này thì mình đã giới thiệu hai con xe và sự khác biệt của hai đời xe. Thì anh em nào có nhu cầu mua xe lướt thì anh em cứ liên hệ với mình nha. Mình là Hưng Xe Cỏ và anh em có thể liên hệ với cái số điện thoại ở trên màn hình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em.